nữ hành khách đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mang quá khứ hành lý xách tay. Khi nhân viên kiểm tra, nữ hành khách đã cự cãi rồi lao vào cắn tay nhân viên hàng không. Ngày 29 tháng 2 tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xảy ra vụ việc nữ hành khách VXN đi chuyến bay BL572 của hãng hàng không Jetstar Pacific từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã đem hành lý quá cân. Khi nhân viên yêu cầu kiểm tra hành lý thì nữ hành khách N lại cự cãi rồi lao vào mắng chửi, cắn tay nhân viên hàng không. Nữ hành khách mang quá khí xách tay còn cãi cự cắn nhân viên hàng không ngay lập tức an ninh sân bay đã có mặt kịp thời phối hợp với cảng vụ hàng không miền Nam lập biên bản và xử lý vụ việc. Cảng vụ hàng không miền Nam sau đó đã ra quyết định xử phạt nữ hành khách 7,5 triệu đồng. Video liên quan tay nhân viên hàng không bị thương theo quy định của hãng hàng không, mỗi hành khách chỉ được mang 7kg hành lý xách tay. Tuy nhiên, nữ hành khách này đã mang hành lý gồm một ba lô xanh, một thùng carton, một túi đeo nhỏ màu hồng, tổng cộng 9,2 kg, vượt 2,5 kg so với quy định. Theo Vũ Điệp trí thức trẻ Let's Explore Us, Why?